xúc động ngày trở về của những chiến binh áo trắng từ tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng ngừng hoạt động bệnh viện dã chiến quy mô hơn 2.000 người. Tận mắt thủ đoạn răng bẫy tận diệt chim trời ở Hà Tĩnh. Xin chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Thêm 3.619 bệnh nhân COVID-19. Trong số 3.619 ca nhiễm mới có 2 ca nhập cảnh và 3.617 ca ghi nhận trong nước, tăng 104 ca so với ngày trước đó tại 44 tỉnh, thành phố, có 1.726 ca trong cộng đồng. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 4.183 ca trên một ngày. Ngày 11 tháng 10, cả nước có 2.549 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đợt dịch thứ tư từ 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 838.653 ca COVID-19 mới, trong đó có 781.931 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 10 tháng 10, cả nước có 879.949 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm tại nước ta là 54.279.564 liều, trong đó tiêm một mũi là 38.698.136 liều, tiêm mũi 2 là 15.581.428 liều. Cuối tuần qua, hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên máy bay rời thành phố Hồ Chí Minh để trở về nhà sau thời gian gần 2 tháng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Chuyến công tác đặc biệt này đã để lại vô vàn cảm xúc đặc biệt và những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời làm nghề của những chiến binh dũng cảm. Tháng 8 năm 2021, đội tình nguyện viên đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp sức chống dịch. Với các nhiệm vụ quan trọng như hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương. Trong 2 tháng qua, họ được phân công thực hiện nhiệm vụ ở khắp các huyện, quận tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên năm 3 Trần Văn Đức cho biết, trong quá trình làm việc, Đức đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người phải xa gia đình, một mình chống chọi với bệnh tật, thế nhưng tất cả luôn cố gắng để không ai có cảm giác bị bỏ lại, phải chiến đấu một mình. Sau chuyến công tác đặc biệt này, các sinh viên y khoa không chỉ có thêm kiến thức, trải nghiệm thực tế mà còn có thêm những người bạn, những người đồng đội gắn bó và thân thiết hơn. Đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu nửa mét, xe cộ ùn tắc gần 2 km. Tình trạng ngập úng trên đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn gần cổng thiên đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội diễn ra trong sáng nay sau trận mưa như chút. Vị trí này có điểm ngập sâu khoảng 50cm nên nhiều xe bị chết máy, nhiều người chọn cách phóng lên vỉa hè khiến giao thông hỗn loạn. Nhân viên công ty thoát nước Hà Nội cho biết khoảng 7 giờ 30 sáng, đoạn đường này đã bị ngập sau khi trời mưa được gần 30 phút. Hầm chui số 3 lối vào thiên đường Bảo Sơn cũng trong tình trạng ngập sâu, nhiều chủ xe máy phải dắt xe qua những đoạn đường ngập sâu. Tới trưa cùng ngày, nhiều đoạn ở khu vực đi qua xã An Khánh vẫn mênh mông nước, cảnh ùn tắc giao thông xảy ra nhưng không nghiêm trọng. Latvia nhượng lại 200.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư tới các Chủ tịch Quốc hội của các nước EU tham dự hội nghị các Chủ tịch Thế giới vừa tổ chức tại Áo vào tháng 9 năm 2021 về việc hỗ trợ và chia sẻ vaccine với Việt Nam, Quốc hội Latvia vừa có thông báo về việc dự kiến sẽ nhượng lại 200.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Trước nghĩa cử này của Quốc hội Latvia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Latvia và các nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Latvia. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang triển khai các thủ tục cần thiết để mua và tiếp nhận số vaccine nói trên trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trận giữa Việt Nam và Latvia, giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp những năm qua. Việc Quốc hội Latvia thúc đẩy để chính phủ quyết định nhượng số vaccine nói trên cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này là nghĩa cử cao đẹp mà Quốc hội và chính phủ cũng như nhân dân Latvia dành cho Việt Nam. Đà Nẵng dừng hoạt động bệnh viện dã chiến quy mô hơn 2.000 người. Hôm nay, ngày 11 tháng 10, Đà Nẵng quyết định tạm ngừng hoạt động bệnh viện dã chiến tại ký túc xá phía Tây, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để làm sạch và niêm phong. 42 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến ký túc xá phía Tây được chuyển về bệnh viện phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Bác sĩ Nguyễn Duy Thành, người trực tiếp quản lý bệnh viện dã chiến cho biết, sau khi sạch, bệnh viện sẽ được đặt ở chế độ niêm phong. Nếu trường hợp dịch bệnh bùng phát thì tiếp tục sử dụng thu dung, điều trị bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến ký túc xá phía Tây đi vào hoạt động từ ngày 23 tháng 7 với mục đích thu dung, điều trị những trường hợp nhẹ, không hoặc ít có triệu chứng.
Với quy mô 1.700 đến 2.200 giường, bệnh viện có đầy đủ các phân khu chức năng cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại đây còn có một khu cấp cứu hoàn chỉnh để xử lý trong trường hợp bệnh nhân chuyển biến xấu. Thì có con cò con nó lắm bạn cũng có. Năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID cho nên là người dân cũng ít cái công ăn việc làm, cho nên là cái việc săn bắt bẫy đến địa bàn huyện Vật Con, đặc biệt là địa bàn xã Thịnh Lộc. Tuy nhiên thì với sự vào cuộc quyết liệt của ủy ban dân huyện, các phòng ngành cùng với ủy ban dân xã, thì cái tình trạng săn bắt bẫy các cái loài động vật hoang dã và chim tự nhiên trái phép ở trên địa bàn huyện đã có cái xu hướng là giảm nhiều so với các năm về trước, đặc biệt là ở xã Thịnh Lộc thì năm nay giảm con không bằng một nửa so với năm 2020. Và trong cái thời gian tới thì thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, sở nông nghiệp cũng như ủy ban nhân dân huyện, thì hạt kiểm lâm sẽ tiếp tục tham gia cùng với các phòng ngành các cái địa phương để tiếp tục ra quân nhằm xử lý triệt để các cái điểm săn bắt bẫy các cái loài động vật hoang dã và chim tự nhiên trái phép. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.